Chào mừng các bạn đã tới với video tiếp theo trong series hướng dẫn vũ khí của Cougar Village. Series này chúng ta sẽ cùng cố gắng truyền tải những điều mà chúng mình nắm được trong quá trình chơi đến các bạn. Từ những moveset cơ bản cho đến những lưu ý nâng cao cách làm sao để làm chủ được những vũ khí đó. Và video ngày hôm nay của chúng ta sẽ là về một vũ khí tầm xa. Đây là một trong những vũ khí tầm xa cuối cùng trong series. The Light Bow Gun. Light Bow Gun là một trong những vũ khí tầm xa được liệt vào dòng vũ khí đa dụng khi sát thương của vũ khí này ổn. Những viên đạn hiệu ứng cũng nhiều và chính điều đó khiến nhiều người nhầm tưởng rằng đây là một vũ khí chỉ dùng để support. Tại sao lại như vậy? Trong video về Heavy Bowgun, nếu các bạn đã xem video đó của bọn mình thì hẳn các bạn đã nắm được rằng là băng đạn của Heavy Bowgun là vô cùng khủng bố. Có những loại đạn sở hữu từ 10 cho đến 12 viên đạn trong một băng. Việc xả sát thương từ Heavy Bowgun liên tục và vũ bão nhưng đánh đổi cho điều đó là nhân vật đã bị tước đi sự cơ động. Vậy còn Light Bowgun thì sao? Người anh em cùng cha khác ông nội của Heavy Bowgun sở hữu băng đạn trung bình. Có những loại đạn thậm chí còn ít đến mức chỉ có một viên trong băng. Sát thương gây ra nhìn chung cũng không quá mạnh nếu tính trên một viên đạn. Nhưng không vì thế mà sức mạnh của Light Bowgun bị đánh giá thấp. Khẩu súng này hy sinh băng đạn to để đổi lấy sự cơ động. Là một vũ khí nhẹ nên khi cầm, tốc độ chạy của nhân vật khá nhanh và tương đối ổn định. Sở hữu cơ chế Rapid Fire bá đạo mà chỉ Light Bowgun có. Cơ chế này sẽ giúp cho một vài loại đạn nhất định trên một khẩu súng có thể bắn ra liên tiếp 3 viên. Tùy thuộc vào khẩu súng đó cho bạn sử dụng Rapid Fire trên loại đạn nào mà thôi. Nếu như Heavy Bowgun sở hữu Special Armor là Wyvern Heart và Wyvern Knife thì Light Bowgun cũng sở hữu cho mình một loại Special Armor đặc biệt. Nó được gọi là Wyvern Blast. Nhân vật sẽ đặt những quả mìn nổ xuống dưới vị trí đang đứng hiện tại. Khi có quái vật tấn công hoặc có bất cứ tác động nào từ phía người chơi hoặc thậm chí là cả những người chơi party cùng, quả bom nó sẽ nổ và sát thương phụ thuộc vào đòn tác động mà nó. Đòn đập vào quả bom càng mạnh thì sát thương càng mạnh. Khẩu súng này cũng sở hữu hầu hết những loại đạn mà Heavy Bowgun có, chỉ trừ Wyvern Armor và Cluster. Chúng ta hãy cùng bước tới phần moveset của vũ khí này nào. Trước tiên, để có thể làm chủ được những vũ khí tầm xa, đương nhiên chúng ta sẽ phải biết được rằng tầm bắn của nó như thế nào, đứng ở đâu thì gây được tối đa sát thương. Ở vị trí này, bạn có thể thấy tâm súng hiện lên dòng chữ Out of Range, nghĩa là tầm bắn của súng không đủ để tới mục tiêu. Bạn sẽ không thể gây sát thương khi đứng ở tầm bắn như thế này. Khi tâm súng hiện lên một vòng tròn thì đây là một khoảng cách trung bình mà bạn có thể gây sát thương. Sát thương của những viên đạn khi bắn ra ở vị trí này là khá yếu. Khi tâm súng hiện ra hai vòng tròn thì đây là một khoảng cách tối ưu để gây sát thương. Nó được gọi là critical distance. Đây chính là vị trí mà bạn nên lựa chọn để xả đạn và tối ưu hóa sát thương cho những viên đạn của mình. Tùy vào từng loại đạn mà sẽ có những khoảng cách critical distance khác nhau. Cái này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở những phần sau. Light Bowgun cũng giống như Heavy Bowgun, nó không có nhiều nút cần phải nhớ và cũng không có những combo phức tạp. Điều chúng ta cần chỉ là đơn giản là xả đạn và xả sát thương cao nhất mà thôi. Nhưng không vì thế mà chúng ta có thể bỏ qua những basic và những lưu ý cơ bản về phím bấm của vũ khí này phải không nào? Với một vũ khí tầm xa thì nhắm bắn chính là điều quan trọng nhất. Với nút V, đó chính là phím giúp bạn ngắm bắn và đo khoảng cách critical distance hiệu quả. Bạn sẽ cần giữ nút này để ngắm bắn và thả ra nếu cần thiết. Với nút C, đây cũng là một phím giúp chúng ta ngắm bắn khi bạn đang cầm vũ khí. Có điều phím này sẽ giữ trạng thái của nhân vật luôn luôn trong trạng thái êm súng liên tục nên đôi khi có thể có đôi chút bất tiện. Tùy vào sở thích của bạn, hãy chọn một trong hai phím mà bạn cảm thấy thuận tay. Với chuột trái, đơn giản đó chính là co súng của bạn để bạn có thể sử dụng phím này để xả sát thương. Khi súng hết đạn, hãy ấn nút R để nhân vật thay đạn. Với chuột phải, phím này sẽ kích hoạt Special Armor. Những quả bom Wyvern Blast sẽ được đặt xuống đất và bạn có thể sử dụng tối đa 3 quả bom. Tùy vào thời điểm, bạn có thể chọn đặt cả 3 quả hoặc từng quả để tối ưu hóa sát thương. Hãy sử dụng chúng thật là linh hoạt. Khi đặt bom xong rồi, bạn có thể bắn những viên đạn mạnh nhất của mình để kích hoạt những quả bom này. Chúng sẽ nổ từ 2 cho đến 5 lần, tùy thuộc vào sát thương của bạn khi tác động vào. Sát thương tác động càng lớn, quả bom nổ càng to và nó nổ càng ít lần. Tiếp theo, chúng ta có R cộng với chuột phải. Đây là một trong những đòn melee khá mạnh nhưng mà sẽ đập súng vào vị trí chỉ định và gây sát thương. Nếu bạn đặt bom sau đó sử dụng tổ hợp phím này, những quả bom sẽ gây ra được một lượng sát thương tương đối lớn. Và nếu mình nhớ không nhầm thì tổ hợp phím này có thể gây choáng nhưng nó không được lớn cho lắm. Spec, phím này đơn giản là để né tránh, giống như những vũ khí khác mà thôi. Nhưng nếu bạn bắn trước một viên đạn rồi sau đó ấn Spec từ 1 cho đến 2 lần, nhân vật sẽ trượt sang hướng chỉ định và ngay sau đó là cúi người trượt dài để né tránh. Và nếu bạn ấn Spec lần thứ 2, đây là một cơ chế giúp cho Light Bowgun trở nên khá cơ động khi cầm súng xả sát thương nhưng vẫn có thể ngay lập tức né tránh rất nhanh gọn. Hãy giữ nút Q và ấn chuột trái hoặc là chuột phải để lựa chọn những món đồ mà bạn cần trong hộp đồ của mình và ấn E để sử dụng chúng. Xoay chuột giữa để thay đổi loại đạn mà bạn muốn dùng, cũng giống như Heavy Bowgun, bạn có thể bắn ngay một loại đạn khác khi đã đổi chúng. Khi bạn đứng trên gờ đá cao và súng cần thay đạn, hãy ấn Spec để nhảy xuống và ấn chuột trái để đập súng và nhân vật sẽ thay đạn ngay sau đó. Nếu bạn trượt dài xuống từ dốc cao, hãy ấn Spec để nhân vật nhảy lên và ấn R để nhân vật đập xuống và thay đạn.
Nếu bạn có một loại đạn nào đó mà độ giật của nó quá cao, hãy lợi dụng những gờ đá nó cao cao một chút, ấn Space để nhảy xuống và ngay lập tức bắn viên đạn đó. Nhân vật sẽ bị đẩy ngược lại gờ đá. Tip này sẽ giúp cho bạn giảm thời gian bị đẩy lùi của những loại đạn có độ giật cao. Nếu bạn đang trèo và nhảy xuống, hãy ấn chuột trái hoặc Control để thay đạn. Còn một điều nữa mà mình đã quên trong video Heavy Bowgun là những khẩu súng của chúng ta. Nếu bạn giữ R, nhân vật sẽ thay những loại đạn mà lần lượt từ trên xuống dưới. Đây là một điều rất hữu dụng nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian để thay đạn của mình. Và có vẻ như chúng ta chỉ có những phím bấm cơ bản như vậy thôi. Nhưng hẳn các bạn đã biết được một điều rằng là những khẩu súng của chúng ta mạnh hay không cũng còn phụ thuộc vào những loại đạn của nó, phải không nào? Trước khi đi tìm hiểu sâu về những loại đạn này, hãy cùng chúng mình điểm qua những chỉ số cơ bản của Light Bowgun đã. Light Bowgun sở hữu những chỉ số tương đối giống với Heavy Bowgun. Những chỉ số như Attack, Affinity và Element có lẽ mình không cần phải nói nhiều thêm. Deviation là chỉ số độ lệch tâm của súng. Mỗi phát bắn sẽ khiến cho khẩu súng lệch đi một chút. Chỉ số Deviation càng cao thì độ lệch tâm càng nhiều. Chỉ số này bắt đầu từ 0 Deviation, nghĩa là không có bị lệch một chút nào. Sau đó lần lượt từ Low, Average cho đến High. Tiếp theo, chúng ta có Custom Mode. Đây là một chỉ số được sử dụng tại thợ rèn. Bạn có thể gắn những phụ kiện cho súng như Recoil để giảm độ giật lùi của khẩu súng, Reload để giảm thời gian thay đạn cho súng và một số mode khác. Chúng ta sẽ dành riêng một phần cho cơ chế đặc biệt này. Tiếp theo, chính là Special Armor. Đây là loại đạn đặc biệt mà mình đã nói ở trên. Những quả bom Wyvern Blast của Light Bowgun. Hãy vào shop và ấn Control vào một khẩu súng bất kỳ và quan sát bảng trạng thái bên trong nào. Chúng ta có Armor. Đây là cột hiển thị những loại đạn mà một khẩu súng có thể mang theo. Độ phong phú của mỗi loại súng quyết định bởi số lượng đạn mà nó mang theo có thể hoặc là không, hoặc là sẽ cover cho một loại đạn mà bạn cần. Tiếp theo là Capacity. Đây là một thanh hiển thị số lượng đạn mà mỗi loại đạn của chúng ta có thể mang theo. Nếu loại đạn mà bạn muốn hướng tới sử dụng sở hữu nhiều đạn thì đó là một điều khá may mắn. Nếu chỉ có vài viên trong băng đạn thì cũng không hẳn là quá tệ, khi Light Bowgun là một khẩu súng có thể thay đổi linh hoạt và phát huy hiệu quả được rất nhiều loại đạn khác nhau. Tiếp theo chúng ta có Short Time. Nếu hiển thị là Normal thì loại đạn đó sẽ bắn ra một viên, nhưng nếu hiển thị là Rapid Fire thì loại đạn đó sẽ có thể bắn ra 3 viên cùng lúc. Đây chính là chỉ số mà bạn nên chú ý khi chơi Light Bowgun để lựa chọn cho mình một khẩu súng thích hợp. Bên cạnh đó, chúng ta có một chỉ số khác nữa là Auto Reload. Loại đạn sở hữu dòng trạng thái này sẽ bắn một viên rồi thay đạn nhanh. Như video về Heavy Bowgun thì bọn mình đã có đôi chút nhầm lẫn rằng chỉ có Heavy Bowgun sở hữu cơ chế này. Nhưng giờ thì chúng mình mới để ý thấy ngay cả Light Bowgun cũng có. Nhìn chung thì cơ chế này sẽ bắn một viên rồi thay đạn một viên. Khá là giống với những khẩu Slinger của Cowboy ngày xưa, bắn xong giật chốt rồi bắn tiếp. Chỉ số cuối cùng thể hiện trong bảng Short Time chính là Recoil. Độ giật lùi của khẩu súng trên từng loại đạn có lần lượt từ Recoil 1 cho đến Recoil 4. Chỉ số càng cao thì độ giật lùi khi bắn sẽ càng mạnh, gây ảnh hưởng rất lớn đến tư thế và thời gian chuẩn bị của người chơi. Bắn một viên đạn nhẹ nhàng đương nhiên cảm giác sẽ khác hẳn so với việc là bạn sẽ bắn một viên đạn rồi kéo ngã bạn ngã ngửa ra phía sau, phải không nào? Hãy quan sát lại đạn nào mà bạn muốn sử dụng, sở hữu Recoil level mấy, cao quá thì sẽ khá là giật. Tiếp theo là một chỉ số cũng khá là quan trọng, đó chính là Reload. Chỉ số này quyết định tốc độ thay đạn của bạn nhanh hay chậm. Level của nó từ Very Slow, rất chậm, cho đến Very Fast, rất nhanh. Tốc độ thay đạn của loại đạn mà bạn lựa chọn càng nhanh, animation của chúng ta sẽ càng nhanh và mượt mà hơn, đồng nghĩa với việc thay đạn nhanh thì bắn được nhiều hơn. Cuối cùng là dòng Special. Ở dòng này sẽ biểu thị hiển thị mũi tên đi lên hoặc đi xuống. Nếu loại đạn nào có mũi tên màu cam đi lên, nghĩa là loại đạn đó có thể bắn Rapid Fire. Nếu mũi tên đi xuống thì loại đạn đó có thể Auto Reload sau mỗi phát bắn. Khá tiện lợi, phải không nào? Tiếp theo, chúng ta đương nhiên sẽ phải nói về những loại đạn của Light Bowgun. Mỗi khẩu súng sẽ sở hữu những loại đạn khác nhau, có những khẩu support cơ chế Rapid Fire cho một hoặc vài loại đạn nhất định. Bạn có thể đánh giá một khẩu súng có mạnh hay không qua 4 thứ: sát thương của nó, affinity của nó bao nhiêu, khẩu súng này có những loại đạn gì, loại đạn đó có bao nhiêu viên. Nếu bạn muốn sử dụng một khẩu cover cho loại đạn Elemental, hãy lựa chọn và tìm một khẩu súng có chỉ số affinity cao một chút và có Rapid Fire cho loại đạn nguyên tố mà bạn cần. Nếu một khẩu súng cover cho Spread Shot, hãy tìm một khẩu súng có sát thương vật lý cao và sở hữu Spread Level 3. Nhìn chung, những tiêu chí để tìm một khẩu súng phù hợp hoàn toàn phụ thuộc vào loại đạn mà bạn muốn sử dụng. Vậy, Light Bowgun có những loại đạn nào? Hãy đi theo thứ tự từ trên xuống dưới. Đầu tiên là Normal. Đây là loại đạn mang sát thương vật lý thuần túy và điểm đặc biệt của loại đạn này đó chính là khi sử dụng Light Bowgun. Có một số khẩu súng support cho đạn Normal 2 được sử dụng cơ chế Rapid Fire. Loại đạn này cơ bản nếu bắn từng viên thì không thực sự mạnh lắm, nhưng nếu bắn nhiều viên cùng lúc thì sát thương của nó tương đối đáng gờm. Vậy nếu bạn có ý định build Normal 5, hãy chọn cho mình một khẩu súng có Rapid Fire Normal Shot. Tiếp theo là đạn Piercing. Đây là loại đạn mà có thể bắn xuyên qua cơ thể quái và gây sát thương trên đường đi mà viên đạn sẽ đi qua. Thật đáng tiếc là không có khẩu súng nào mà mình có thể tìm thấy được là nó sẽ cover cho loại đạn này bằng Rapid Fire.
nếu có thì có lẽ là thú vị hơn rất là nhiều. Loại đạn này được sử dụng để tiêu diệt những con quái có cơ thể dài và điểm yếu nằm dọc theo phần thân của chúng. Khoảng cách thích hợp để sử dụng là bắn từ xa. Spread, loại đạn bắn giống như shotgun. Những viên đạn sẽ gây sát thương mạnh nhất khi đứng sát người quái vật. Đây cũng là một loại đạn rất mạnh khi sử dụng cùng với Libo Gun. Nhưng đáng tiếc là cơ chế Rapid Fire chỉ cover cho Spread Level 1 mà thôi. Mình nghĩ rằng đây là một điều hoàn toàn hợp lý khi đạn Spread cơ bản đã rất là mạnh rồi. Nếu đạn Level 2 hoặc 3 mà bắn được Rapid Fire nữa thì đã là quá mất cân bằng. Sticky Armor, loại đạn này khi bắn và găm vào đầu quái, khi phát nổ sẽ gây đam trực tiếp vào máu của quái và nếu nổ tại vị trí đầu hoàn toàn có thể làm choáng con quái vật. Rất tiếc, loại đạn này cũng không được cover Rapid Fire. Elemental Armor bao gồm Fire, Ice, Water và Thunder. Đây là những loại đạn nguyên tố và đều có Rapid Fire trong một số khẩu súng nhất định. Nếu bạn muốn sử dụng Fire, hãy tìm một khẩu súng có Rapid Fire cover cho đạn lửa. Nếu muốn Ice thì hãy tìm khẩu súng có Rapid Fire cover cho đạn băng. Và đương nhiên, hai loại đạn còn lại cũng tương tự. Những nguyên tố Elemental thường thích hợp với những vũ khí tấn công và dồn đam nguyên tố nhanh, cũng như phải sở hữu tốc độ ra đòn cao một chút. Vậy nên, Libo Gun là một vũ khí hoàn hảo để tận dụng những loại đạn Elemental này. Poison Armor, loại đạn độc rút máu của quái vật một cách từ từ. Đây là một loại đạn không có gì đặc biệt và cũng không có Rapid Fire. Paralysis Armor, một loại đạn hỗ trợ vô cùng tốt khi giúp bạn làm tê liệt quái vật. Có khá nhiều khẩu có thể sử dụng loại đạn này nên bạn hãy nhớ mang nó theo trong hòm đồ của mình. Rapid Fire không áp dụng trên loại đạn này. Sleep Armor, một loại đạn ngủ cũng hoạt động rất tốt với Libo Gun. Khẩu súng tiểu liên này là một vũ khí dồn hiệu ứng khá là tốt nên có lẽ đây chính là lý do mà rất nhiều game thủ thích sử dụng Libo Gun để đánh party. Rapid Fire không cover cho loại đạn này. Exhaust Armor, đây là một loại đạn có thể rút cạn stamina của quái. Nếu bạn bắn vào đầu quái vật liên tục bằng loại đạn này, có thể sẽ làm choáng quái vật. Mình không nhớ là Elder Dragon có chịu tác động của loại đạn này hay không. Theo mình nhớ thì là không. Rapid Fire cover cho loại đạn này và bạn có thể tìm thấy một số khẩu súng sở hữu Exhaust Armor Level 1 và có Rapid Fire. Slicing Armor, đây là một loại đạn khi bắn sẽ ghim vào người quái và khoan liên tục vào vị trí đó. Thường được build theo đường bạo kích và sát thương thuần, nên hãy lựa chọn khẩu súng nào có chỉ số Affinity và đam cao một chút nếu có thể. Loại đạn này không được cover cơ chế Rapid Fire. Những loại đạn support như Recovery giúp hồi máu, Demon giúp tăng đam, Armor giúp tăng giáp rất thích hợp khi mang đi đánh team. Có hai loại đạn mà Heavy Bogun sở hữu nhưng Light Bogun thì không, đó chính là Wyvern Armor và Cluster. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu khi đây là hai loại đạn cực kỳ cục súc. Thường thì chỉ có thể sử dụng được trên những khẩu súng tương xứng với độ phá hủy của nó như Heavy Bowgun. Còn Light Bowgun là một khẩu súng hạng nhẹ nên thích hợp với những phát bắn liên thanh nhấp nhả của Rapid Fire. Nên dù không có hai loại đạn phía trên, Light Bowgun vẫn làm tốt rất là tốt nhiệm vụ của mình khi sát thương nguyên tố đầu ra của vũ khí này luôn luôn đứng top. Chúng ta đã tìm hiểu xong những loại đạn cơ bản của Light Bowgun có thể sử dụng. Vậy hãy cùng nhau tìm hiểu về Customize Bowgun để xem cách mod súng như thế nào cho hiệu quả. Mod đầu tiên mà chúng ta cần tìm hiểu đó chính là Recoil Suppressor. Nếu giả sử loại đạn bạn muốn sử dụng sở hữu recoil là very high, hãy quan sát nếu bạn thêm một phụ kiện recoil suppressor thì nó có giảm xuống 2 hay không. Đây là một điều quan trọng khi mà độ giật ảnh hưởng rất lớn đến quá trình bắn của chúng ta. Hãy sử dụng hợp lý mod này và quan sát loại đạn trọng tâm của bạn muốn sử dụng. Chúng ta cần bao nhiêu recoil suppressor để giảm độ giật của nó xuống mức tối thiểu. Nếu bạn thêm một 3 mod recoil suppressor mà loại đạn đó từ very high giảm xuống còn 2 thì tốt nhất là nên bỏ đi. Hãy thay những mod khác vào thì sẽ hữu dụng hơn, hoặc lựa chọn một loại đạn khác trong khẩu súng đó để có thể tận dụng được recoil suppressor. Tiếp theo đó chính là Reload Assist. Đây là một mod cover cho tốc độ thay đạn. Cái chúng ta cần là tốc độ thay đạn nằm ở khoảng từ normal cho đến fast hoặc là very fast. Tương tự như recoil, hãy quan sát bảng bên cạnh và loại đạn mà bạn muốn sử dụng xem nó đang ở level reload speed là level mấy. Nếu từ slow mà giảm xuống fast thì không có vấn đề gì mà phải ngại. Tội gì mà không cho vào từ 1 cho đến 2 cái Reload Assist vào phải không nào? Chủ yếu là bạn cần phải cân đối chỉ số này với những mod khác nữa. Nên hãy nhìn chung, hãy chọn những mod làm sao cho thật phù hợp là được. Tiếp theo chúng ta có Deviation Suppressor. Đây là mod giúp giảm tải độ giật tâm. Như lần trước mình đã nói, với bản thân mình thì độ giật tâm cũng không hẳn là một trở ngại quá lớn. Đây là mod Stunted Work, không phải là PUBG, mà chúng ta cần phải ghim tâm nhiều để sấy cho đỡ lệch. Chúng ta chỉ bắn được từng viên đạn, cho nên cá nhân mình không quan tâm lắm đến chỉ số này. Glow Ran Up, đây là một mod rất phù hợp khi sử dụng để cover cho Spreadshot. Khi mod này tăng sát thương cho bạn khi bạn bắn ở cự ly gần. Kể cả những loại đạn khác, nếu thêm mod này vào cũng hoàn toàn có thể tận dụng rất tốt nếu bạn làm chủ được khoảng cách. Ranged Attack Up, đây là mod giúp gia tăng sát thương khi bạn bắn từ xa. Bạn có thể sử dụng nó để gia tăng sát thương cho những loại đạn như là piercing hoặc những loại đạn elemental khi bắn từ xa. Light Bowgun không thể trang bị shield. Đây là một mod độc quyền chỉ dành cho Heavy Bowgun có thể trang bị, nhưng đừng vì thế mà bạn nghĩ rằng Light Bowgun thiệt thòi hơn so với người anh em của mình. Đó là cái giá phải trả khi khẩu súng này nhẹ hơn, tốc độ nhanh hơn và cơ động hơn phải không nào? Không nên so sánh một chiếc VinFast với một cỗ xe tăng. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong phần lựa chọn và lắp đặt phụ kiện cho súng rồi đó. Khá nhiều thông tin phải không nào? Nhưng đừng vội để cho não của bạn nghỉ ngơi, khi chúng ta vẫn còn phải tìm hiểu xem Light Bowgun sử dụng phù hợp với những skill bị động gì thì thích hợp.
Để sử dụng hiệu quả bất cứ một vũ khí nào, bạn cần nhận định rõ ràng vũ khí đó yêu cầu skill gì cần thiết. Trước tiên chúng ta có Free Elemental Armor Up. Đây là một skill rất quan trọng khi nó gia tăng thêm cho Light Bowgun thêm một viên đạn. Hãy trang bị đủ 3 điểm để tận dụng tối đa khả năng của vũ khí này. Special Armor Boost. Đây là một skill gia tăng sát thương cho Special Armor và cụ thể là Wyvern Blast. Bạn hãy trang bị nó để những pha nổ đam mạnh hơn và hiệu quả hơn. Còn nếu bạn build một set đồ thuần đam nguyên tố hoặc đam vật lý và hoàn toàn bỏ qua mấy quả bom này thì có lẽ là không có lý do gì để chúng ta trang bị nó thêm vào, phải không nào? Razor Sharp Special Shot. Đây là một skill giữ tầm quan trọng hàng đầu khi sử dụng súng. Nó giúp cho bạn có một chút cơ hội tiết kiệm đạn trong quá trình bắn. Nếu bạn đủ may mắn, skill này có thể giúp cho bạn gia tăng thêm từ 2 cho đến 3 viên đạn. Dù là băng đạn của bạn chỉ có thể là chỉ có một viên, có thể nói là hẳn là bạn đã hiểu được tầm quan trọng của skill này rồi, phải không nào? Bạn có thể sở hữu nó khi mặc 3 mảnh đồ của set đồ Xenojiva hoặc sử dụng Light Bowgun Stick của Lunastra. Tiếp theo chúng ta có Mind's Eye Ballistic, một skill top tier của những vũ khí tầm xa khi nó giúp bạn gia tăng khoảng cách Critical Distance. Nghĩa là dù đứng xa hơn bình thường một chút thì bạn vẫn có thể gây được lượng đam lớn. Cực kỳ thích hợp khi bạn muốn đánh quái ở khoảng cách an toàn mà không lo bị giảm sát thương khi viên đạn bay xa hơn một chút. Nếu quá xa thì đương nhiên là skill này cũng không có tác dụng gì đâu nhé. Artillery, một skill quan trọng nếu bạn có ý định build cho loại đạn Sticky. Skill này giúp gia tăng sát thương cho loại đạn này nhưng nó không phải là một skill bắt buộc. Normal Shot, Spread Shot, Piercing Shot. Những skill tăng đam tương ứng cho Normal, Spread và Piercing Shot. Những skill bắt buộc nếu bạn có ý định sử dụng một trong 3 loại đạn tương ứng: Witness Exploit, Critical Eye, Critical Boost, Attack Boost, Peak Performance, Agitator và một số skill tăng sát thương khác đều cần trang bị nếu bạn có thể cho thêm vào được trong set đồ của mình. Nhìn chung thì đó là những hướng dẫn cơ bản và mang tính lý thuyết. Hãy cùng bước tới những phần thực chiến để xem Light Bowgun mạnh hay không nhé.
Rất cảm ơn anh em đã ủng hộ Cougar Village. Cuối cùng thì sau một thời gian miệt mài thì chúng ta cũng đã đạt được mốc đầu tiên, đó chính là 500 subscribe, một con số quá đỗi nhỏ nhòi khi so sánh với những YouTuber khác. Nhưng đối với chúng mình thì đó là một niềm động viên vô cùng to lớn khi biết rằng ngoài kia vẫn có những người anh em cùng chung đam mê, thích video và ủng hộ bọn mình. Chúng ta hãy cùng nhau tiến tới những dấu mốc mới và chúng mình sẽ cố gắng hết sức để mang tới cho các bạn những sản phẩm tốt nhất. Hãy gặp lại nhau ở những video tiếp theo về đua Blade và kết thúc series hướng dẫn vũ khí cho Monster Hunter World. Đừng quên để lại cho chúng mình một like, một subscribe nếu như bạn thích video của chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn. See ya!